là may mắn khi mà hành trình đến với trường Đại học An Giang. Khi mà đọc cuốn sách này á, thì em tâm đắc nhất là câu người khác làm được thì ta cũng làm được và làm tốt hơn. Và em sẽ ghi nhớ cái câu này để mà làm hành trang cho cái phần khởi nghiệp của em sắp tới. Cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi tập đoàn Trung Nguyên Legend đã đến với trường Đại học An Giang của chúng em, đã không quản ngại đường xá xa xôi và đến đây cung cấp cho em một quyển sách, đó là Đắc Nhân Tâm, một trong những quyển sách rất nổi tiếng không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới mà rất khó để có được. Chúng ta nên đọc quyển sách này rất nhiều lần vì đây sẽ là một cần câu thật tốt để cho chúng ta bước vào đời. Vì thế chúng ta hãy cùng đọc sách và cùng tìm ra những cái con đường mới hơn để phát triển cho chính bản thân mình cũng như cho toàn đất nước. Thì thông qua cái chương trình này thì nó sẽ tạo rất là nhiều cái động lực, hung đúc cái ý chí cho các cái bạn sinh viên nâng cao hơn nữa trong cái quá trình mà chiếm lĩnh kiến thức, xây dựng kỹ năng và hình thành cái năng lực thực hành nghề nghiệp của mình để có thể trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho cái quá trình mà khởi nghiệp sau khi mà các bạn sinh viên ra trường. Em rất là cảm ơn tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã tạo cơ hội cho chúng em đến đây. Và nó sẽ là một cái tiền đề tạo cảm hứng cho tụi em về một tương lai, định hướng cho chúng em được những ước mơ có thể trở thành một người có ích cho đất nước. Qua cái việc trao tặng mà 1.000 bản sách của Trung Nguyên đối với Thư viện An Giang, thì qua đó sẽ giúp cái Thư viện An Giang có cái nguồn sách đưa về cơ sở, nhất là những cái vùng mà khó khăn về cái nguồn tài liệu mà để định hướng nghề nghiệp để mà phát triển tương lai của mình sau này.